Xin kính chào quý vị khán giả. Trước mắt quý vị đang là một căn nhà đất xây mới có địa chỉ tại ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Định Công Thượng thì giao cắt với phố Vũ Tông Phan thuộc quận Thanh Xuân. Ngõ 18 lại là ngõ đầu tiên của phố Định Công Thượng. Do đó chúng ta có thể hiểu đây là vị trí giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai. Nhà thì nằm gần về phía ngã tư Sở hơn. Ngay bên kia sông là đoạn đầu của đường Kim Giang và đường Vành Đai 3 Nguyễn Xiển. Như chúng ta vừa xem thì ở đây có 2 căn. Diện tích được công nhận trên sổ đỏ là 33m2 một căn. Mặt tiền căn trong là 4m93, mặt tiền căn ngoài là 4m73. Thửa đất của 2 căn đều có cạnh trước bằng cạnh sau và hướng nhà là hướng Tây Bắc. Về pháp lý ở đây có thể nói là chuẩn. Nhà có sổ đỏ chính tên chính chủ, giấy tờ đầy đủ, không tranh chấp, không quy hoạch. Xung quanh nhà mình đều là đất ở đô thị lâu dài, xây dựng ổn định, hàng xóm thân thiện. Về nội thất thì nhà được trang bị các đồ cơ bản. Chủ nhà thì cũng xác định là bán nhà chứ không bán nội thất. Kết cấu thì đơn giản, để dành rất nhiều không gian sáng tạo cho chủ mới. Về xây dựng thì nhà được làm chắc chắn, khung cột bê tông cốt thép rất là kiên cố và riêng biệt. Cũng xin lưu ý với quý vị rằng đây là căn nhà xây mới hoàn toàn chứ không phải là nhà sửa chữa. Không chỉ là diện tích nhà mà diện tích ngõ đi cũng được thể hiện rõ ràng trên sổ đỏ nên không có tranh chấp. Ở đây thì chúng ta có thể làm cái cổng chung để xe ở phía ngoài. Đối với bất động sản này thì hiện tại chủ nhà đang mong muốn bán giá căn 21B là 2,85 tỷ có thương lượng, căn 21A là 2,95 tỷ. Ngoài ra thì bên mua sẽ bao thuế phí sang sổ và chi phí công chứng, đồng thời thì hỗ trợ và hợp tác vay ngân hàng nếu như chúng ta cần. Ngõ trước nhà thì tương đối rộng so với các căn cùng khoảng tiền. Xe ba bánh và xe lam thì vào thoải mái, không có chỗ nào bị thắt nên đi lại dễ dàng. Nhà được thiết kế 4 tầng với công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 chỗ giặt phơi. Mặt tiền rộng, nhà vệ sinh rộng, phòng ngủ rộng là điểm nổi bật của 2 căn nhà này. Nhà vệ sinh tầng 2 thì để khép kín ở trong phòng, nhà vệ sinh tầng 3 thì để cửa ở ngoài cầu thang. Tiện ích của nhà là đầy đủ, với chợ thì nằm ngay điểm giao phố Vũ Tông Phan, chúng ta có thể đi bộ ra được. Trường học các cấp ở đây thì đầy đủ. Nhà cũng nằm trên trục chính từ ngã tư Sở đi xuống Linh Đàm, nên cực kỳ thích hợp cho các bác hay có nhu cầu đi lại về các tỉnh ở phía Nam. Từ nhà chỉ đi mấy trăm mét là chúng ta ra tới đường Vành Đai 3 trên cao, cách bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm khoảng hơn 3 km. Di chuyển theo trục thẳng lên ngã tư Sở, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng thì chúng ta lên phố cực gần. Không chỉ được tiếp cận những thông tin trung thực, quý vị còn nhận được sự tư vấn tận tâm, được hỗ trợ mọi thủ tục để giao dịch được ưng ý và an toàn. Nếu cần mua nhà đất Hà Nội xin gọi trực tiếp cho em Thiện 0962 802 792 để được phục vụ. Cuối cùng thì xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video.